chân diệu pháp liên hoa phẩm thừa thứ nhất con nghe như thế này. Một thuở nọ đứng phần ở trong núi Kỳ Xà Quân nơi thành Vương Xá cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người tôi các vị đó đều là bận la căn lầu đã em không còn phiền não biến lời mình đã xong dứt sự ràng rịch trong các cõi tâm đường tự tài. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Phá Lời Phấn Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lâu Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đà Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Mà Khó Lý La Na Đà Tôn Đà La Nàng Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử Tu Bồ Đề A Nan La Hồ La Vân Vân. Đó là những vị đại A La hàng tri thức của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với khuyên thua câu hỏi. Bừng Đại Bồ Tát Pháp Muôn Người đều không thôi chuyên ở nơi đạo vô thượng sinh đẳng sinh giác đều chứng được Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài chuyên nói Pháp Luân bằng thôi truyền. Từng cung dường vô lượng trong nghìn chư văn ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các phận khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của Phật không đà đại trí đến nơi bờ kia. Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh tên của các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát Bấn Lưu Bồ Tát Bửu Xương Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giọng Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mãn Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Tạm Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặng Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân các vị đại Bồ Tát như thế